Mình đang sửa một cái TV TCL nhé. Với cái lỗi khách đang thông báo cho mình ấy là nó chả lên được cái gì, nó đen xì, cũng chẳng có tiếng. Nên là chắc sau đó mình có test thử ấy thì model ở đây cho mọi người tham khảo cái model của nó này. L40S650 nhá mọi người nhá. Đấy là cái model của nó. Và sau khi mình ghim điện mình test ấy và mình có thể dùng cái đèn pin này này, mình soi dính giữa này thì mình nhìn thấy cái logo của TCL nó mờ bên trong, thì như vậy là con này chết led nhá mọi người nhá. Dùng cái đồng hồ à, dùng cái đèn pin ấy, soi và nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy có cái logo của nó. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình sẽ xử lý. Và tháo ra với như nào thì chúng ta phải đòi hỏi sự khéo tay nhá, chứ không phải là mình không thể hướng dẫn mọi người được, bởi mình đang dùng máy quay, mình đang cầm trên tay nên mình không thể hướng dẫn mọi người tháo như nào được. Chúng ta cứ tỉ mỉ chúng ta nhìn xem có ốc hay có lẫy lẫy cạy chúng ta cạy ra được nhá. Bây giờ mình tạm thời mình dừng để mình tháo nó ra đã. Ba len của nó thì mình nhấc ra mình dựng ở đây các bạn nhé. Chú ý là có một cái chiều là có táp tai nên để ở trên. Rồi tấm phân cực các thứ thì mình để ở đây. Thì cái tháo lắp như nào ấy thì mình phải mình làm một mình nên mình không cho mọi người tham khảo được, nhưng mà chúng ta phải đòi hỏi cái sự khéo tay và cái nhìn nhận. Như cái con này ấy, thì là phía đường thanh gỗ ấy, nó có rất nhiều ốc thì chúng ta sẽ tháo ốc, sau đó chúng ta sẽ cạy được cái thanh đấy, cái thanh hình đấy ra, thì chúng ta sẽ nhấc được cái pallet ra trước, sau đó chúng ta sẽ cạy những cái nhựa này chúng ta sẽ cho ra này. Và con này tháo ra rất dễ bởi vì đã có người làm, cụ thể là đã từng thay led. Không phải là từng thay led mà là mình có để ý này. Đây là led zin này, đây là led zin này, nhưng đây là con led chúng ta sẽ thấy nó câu thêm vào này. Tóm lại là con này bị cháy. Con này cũng bị cháy này, chúng ta sẽ thấy này. Nên thợ họ đã bỏ con led. Đây là con thanh zin của nó này, nó sẽ có con led zin này, con led zin này. Họ đã thay, thay như này cũng được, nhưng mà thay như này chúng ta đây con này cũng thay này. Chúng ta phải thay phải như mình nói cho mọi người rồi ấy. Con này cũng thay chết nhiều phết. Là phải kiếm được những con led có dòng ăn đồng đều, và đôi khi chúng ta phải hạ áp cho nó một chút, hạ áp cho nó giảm dòng, cho nó nhà khách sẽ tối thôi một chút, tức là màn hình nó tối hơn một chút nhưng mà xem không ảnh hưởng là được thì mới bền. Còn đâu cứ thay như này không thì sẽ lại hỏng lại ngay nhé mọi người nhé. Nhưng con này thì mình có led zin, con model TCL này mình có led zin nên do đó mình sẽ thay zin cho khách. Còn bây giờ để mà thay thì mình sẽ tiến hành mình thay thôi, mình khẳng định nó chết, mình không cần đo cho mọi người đấy nhé. Con led này không rõ, có hình như là led này là chạy 6 hay là 9V đấy các bạn ạ. Thì mình cũng không quan tâm bởi vì mình có đúng cái led, có đúng model dòng led này luôn. Led này nó có bao, nó có xem nào, nó có một thanh này, nó chỉ có hai thanh thôi sao ấy các bạn ạ. Chắc là led 9, led 9V các bạn nhé. Bây giờ mình lại phải dừng máy quay để mình sẽ thay cho chúng ta tham khảo, để chúng ta sẽ ấy thôi. Còn cái này ấy, led thì chúng ta sẽ vào Google chúng ta search là led model model TCL bao nhiêu ấy, thì nó ok nhá, là sẽ có rất nhiều nơi bán các bạn ạ. Cái con dòng TCL thôi nhưng mà nó chạy đèn của Inulink nên cái đèn này hình này bền lắm các bạn ạ. Đâu nhỉ, mình lúc mình tháo ra mình nhìn thấy nó là đèn chia làm hai mà. Đây này, không biết mọi người có nhìn được không, nó hơi mờ mọi người không nhìn được đấy. Đây này, mình cứ nhìn thấy cái model nào nó chạy cái đèn hình này thì nó bền đấy. Ông TL xuống Trung Quốc đấy, đôi khi ông còn bền hơn mấy ông Samsung như chơi các bạn ạ. Về panel thôi chứ còn đâu về bo mạch về các thứ thì mình cũng không rõ, về led thì mình không rõ nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dừng máy quay để mình lấy led ra mình thay, chứ không mình không quay được các bạn ạ. Đang cầm máy quay trên tay mà. Thời trước ấy họ họ dùng một cái keo silicon đen này, có rồi là nó có một cái lớp keo trong suốt. Mới đầu mình tưởng là loại keo epoxy cơ, mình không thể nào cạy được, không phải keo lến, mình dùng dao dịch giấy mình cạo không cạo được. Nên mình phải dùng khò nhiệt, mình khò nó lên, bắt đầu mình dùng cái tua vít hai cạnh mình đẩy nó mới bong hết đi ra được. Và đôi khi nó bong lên và nó có khói khét lên, khét lên của keo của 502 các bạn ạ. Như vậy là thợ trước họ đã đặt keo 502 và họ dán một lớp dày lắm nhé. Lớp keo 502 nó dày kinh khủng luôn ấy, mình cạy mãi ra được. Đấy là cạy một con trên kia cũng cả là vấn đề luôn. Phải cạy sạch như này, không mài sạch cái đi để cái nhôm này này nó sẽ nằm xuống dưới này để nó sẽ tản nhiệt nhé. Bởi vì khi led chạy nó nóng mà nó sẽ tản nhiệt xuống mặt dưới này, nên mình phải cẩn thận làm cái này các bạn ạ. Phải làm sạch để ép nó xuống mọi người ạ. Và mình vừa mới nhìn thì led của mình hơi khác. Led TCL cũng model 40 nhưng mà nó hơi khác một chút về cái khoảng cách ở chỗ này lại gần như này, nên có thể mình cũng phải độ chế một chút. Cũng chả phải để độ chế, cứ đặt thẳng led vào thôi.
nó có à con led này con led 6V nhá, mỗi con sáng 6V. Mình cứ đặt vào thôi, sau đó là mình sẽ cắt cái lỗ thủng. Lỗ thủng ấy sẽ đặt vào thôi. Đôi khi là nó vẫn được nhưng mà ảnh có căng ở giữa, không hiểu sao ở giữa nó lại dày hơn mọi người ạ, buồn cười đấy chứ. Thôi cứ kệ thôi, lắp vào thôi, nó sáng là nó sẽ chạy được bình thường. Cái tivi này thì của một bác lớn tuổi, bác đem đến sửa. Bác ấy bảo là cái tivi này bị hỏng để lâu rồi. Để lâu rồi nên là con nó đi mua cho cái tivi khác to rồi, nhưng mà bây giờ là bác ấy muốn sửa để bác lắp ở phòng của bác ấy. Các bạn ạ, có lẽ là ngày trước là bị hỏng đem đi sửa, hôm sau về lại hỏng, thế là người con nó mới bỏ chả sửa nữa. Mình đi mua tivi khác, và bây giờ là cái ông bố là ông muốn sửa để lắp các bạn ạ. Nên cái bác đấy thì chả có tiền đâu, nên mình sẽ tận dụng, nhưng mà LED TCL thì rất là rẻ, chả đắt gì đâu các bạn nhé. Thôi là mình đã làm tiếp. Mình đã lắp hoàn thiện này. Hôm nay là ngày làm thứ hai đấy các bạn ạ. Hôm nọ làm nhưng mà nó còn lỗi rất là nặng ở trên bo nữa. Hơn hôm nay mình mới xử lý ok này, mình bật on này. Chúng ta sẽ thấy nó lên nhá. Đấy, TCL. Con tivi này chạy Android các bạn ạ. Con này là do thợ trước họ thay led, và thanh led của nó là thanh led nó dưới của nó là kim loại, là nhôm. Nên thợ thay, sau đó là thợ thay từng con led ấy, cách điện không tốt, làm cho một con nào đó nó bị chập về vỏ. Chập về vỏ thì tức là GND toàn mạch. Thế là nó chết xừ cả con IC driver led nữa. Nên là hiện tại mình đang nắp bo đa lăng nhá. Nắp bo led đa lăng nhá. Video này mình lại chia sẻ cho mọi người cách lắp bo đa lăng như thế nào. Bạn thợ mình gặp nhiều lắm. Tức là khi nó chết IC driver bot led ấy, mình lại điều khiển led ấy mà không có, thì chúng ta sẽ lắp bo đa lăng. Bo đa lăng mua trên thị trường rất là rẻ, chỉ có vài chục ca thôi, nó tùy thuộc vào công suất, dòng ăn, tức là bo, tức là tivi của chúng ta to hay nhỏ. Nhưng mình đang lắp một cái tivi bo rất là rẻ, mình mua có 40.000 thôi mọi người ạ, bởi vì mình biết con này là công suất không lớn, thì cái lựa chọn như nào nhá. Chúng ta thấy nó ok, đẹp, rất là đẹp nhá mọi người nhá. Con này là để mình có thể vào menu được này, cho chúng ta biết là con này là chạy Android như con VK800C như mình ấy. Đấy, giống hệt, chắc là Android 8 y như thế các bạn ạ. Tóm lại nó ok, bây giờ mình sẽ lật lên và mình sẽ cho mọi người tham khảo mình độ bo đa lăng như nào và tại sao mình độ nhá. Chờ mình chút để mình lật nó đã, bởi vì mình đang qua cầm tay nên mình không lật được. Đây là cái bo đa lăng mình lắp cho nó này, bo đa lăng led đấy. Chúng ta vào Google chúng ta search, có thể là tên nó là bo đa lăng TV led thì đầy luôn, không có tiền mà mua rồi. Các rất nhiều web bán, các super bán luôn nhá. Mình mua hai cái này thì 40k, cái này thì 52k các bạn ạ. Thì tại sao mình chọn cái bé này, bởi vì như này là con này nó có hai thanh led, mình đã thay rồi đấy, hai thanh, mỗi thanh là 10 con led thì nối tiếp nhau, thì tương đương với là mỗi con led đó là sáng ở 6V, tức là bên trong một con led đó là hai con led nối tiếp, thì tương vậy tương đương chúng ta sẽ hiểu là 60V là nó sẽ sáng ok mọi người nhá. Nhưng thực tế con này ấy, là tại sao mình nay là do thợ trước họ thay led, thay cái họ cắt cái con led nhỏ ra họ thay, và họ làm cách điện không tốt nên nó đã chập cho vỏ, mình phán đoán thôi, nó đưa về nó chết con IC driver rồi. Nên là khi mình thay xong cứ cắm điện cái thì led nó cứ sáng luôn. Nó là sáng tức là đo được ra led là 52V, tức là con IC nó không khóa mà nó mở thông, và bốt cũng không chạy, bốt cũng không lên mọi người ạ. Thế là nó cứ sáng suốt mờ như thế, bởi vì đấy 52V cấp cho một dãy led là 6 con tương đương với 60V nó sẽ sáng ok đấy. Mình đang khai thác ở sáng ở 60V nhá mọi người nhá. Khai thác lên 62V thì càng sáng, 65V thì càng sáng nữa, nhưng mà nhanh trên led, nhưng mà mình đang khai thác ở 60V thì nó rất là bền và mình thấy độ sáng là ok rồi. Tất nhiên là xuống 59V thì nó vẫn sáng. Cụ thể là xuống 52V. Con nguồn này là nó ra là 52V ở chế độ chờ. Do đó mà chúng ta cái bộ bo led của chúng ta sẽ không đáp ứng được cái nguồn đấy các bạn ạ, nên chúng ta phải xử lý nguồn nữa. Thì đây là con IC đã chết này, mình đã đẻ nó ra đây này. Con IC này có hai chức năng nhá. Một chức năng là nâng áp lên và một chức năng là mở nguồn cho led các bạn ạ. Và tất nhiên là nó sẽ có lệnh on up từ vi xử lý đến, và một cái lệnh nữa là thay đổi cái độ rộng xung để làm cho mạch nâng áp cao hay thấp thì tương đương với led sẽ sáng mạnh hay yếu ấy. Thì ở thực tế ở 52V mà 60V 10 thanh led nó vẫn sáng, bởi vì tại sao là nó có những cái xung đỉnh mọi người ạ. Chúng ta đo điện trung bình thôi nhưng nó vẫn có cái xung đỉnh nên nó vẫn sáng mờ mờ các bạn ạ.
Mấy bác thợ của mình ấy thì họ bo độ độ cái bo to và họ sẽ đấu lối tiếp, nhưng hiện tại mình đang đấu song song. Đấu lối tiếp hai cái thanh bên trong ấy thì tương đương với điện áp phải cấp khoảng 120V thì nó mới sáng nhá. Nhưng cái bo đấy nó sẽ to và đắt, nhưng mình đang chơi hai bo lắp hai thanh song song nhau này. Đỏ là đới dương của nó và trắng và đen là đi về đây nhá mọi người nhá, và đấu song song nhau đến tới cái bo này. Thì đây mình sẽ nói cho mọi người chức năng của cái chân của cái bo này nhá. Và mình đang câu như nào. Dùng lắm bởi vì đang cầm trên tay. Cái bo này nhá thì nguồn VCC nó ghi luôn là từ 10 cho đến 36V. Mà hiện tại là cái TV TCL Asanzo này nguồn ra rất là cao, bởi vì cái mạch này ấy là nó FB cái nguồn 12V thôi. Nguồn 12V cấp cho hạ ra các mức nguồn cho IC các thứ hoạt động ấy. Còn đâu cái nguồn cho LED ấy là tầm rơi vào tầm 5 đến 60V. Do đó mà cái mạch này không đáp ứng được nhá. Và cái điện áp ra của nó này là từ 15V cho đến 88V. Do đó mà mình đang khai thác ở 60V là đẹp nhá mọi người nhá. Và dòng mắc của nó đạt đến 20mA, nhưng hiện tại mình đang khai thác ấy là nó chỉ không đạt đến 20mA đâu. Chắc là chỉ tầm khoảng 60mA thôi mọi người ạ. Tầm này thôi. Tất nhiên là khai thác ở 40 thì sẽ ít hơn. Thì nó như thế này này. Ở đằng sau ấy, mình không quay cho mọi người, nó sẽ có những con điện trở. Tóm lại cái mạch này nó có con IC này, nó tạo ra, nó sẽ đưa xung ra kích một con MOSFET này. Mạch bên kia nó giống nhau, nó hơi khác nhau về cái model một chút thôi. Nó kết hợp giữa con L và diode này, nó sẽ bốt điện áp từ 12V ấy, mình cứ giả sử nó 12, lên một cái điện áp là lên đến 60V, mình đang cần 66V. Sau đó cái điện áp 66V, 60V đấy, nó sẽ đi tới dương của LED và đi qua các con dãy điện trở này để về mát. Thì nhà sản xuất họ, chúng ta cứ đấu những cái chân này vào này, nhiều ấy thì là nó sẽ ghi đấy. Đấu con này thì là 40, đấu con này thì 60, đấu con này 100, đấu tất, đấu con này này là 200 các bạn nhé. Đấu đến con này là chúng tóm lại chúng ta sẽ có những con dị số điện trở, chúng ta muốn ăn dòng 200mA thì chúng ta sẽ đấu ở đây. Ăn dòng 2 đây cũng thế, đây cũng thế nhá mọi người nhá. Tóm lại là chúng ta sẽ nó có những con điện trở thì chúng ta sẽ căn chỉnh mọi người ạ, nó có cái hay như thế. Thì căn chỉnh mục đích ấy là điện trở càng nhiều thì nó sẽ ăn dòng càng lớn, lội trở từ chân âm của led đi về mát càng nhỏ thì nó ăn dòng càng lớn. Thì nó càng lớn điện trở nó càng lớn thì là nó ăn dòng nhỏ, vì sao? Nó lấy cái điện áp rơi trên nó đưa về con IC để thay đổi cái độ dụng xung, để nâng áp lên nhiều ít các bạn nhé, thì nó sẽ làm thay đổi được dòng ăn ấy. Thì nó rất là hay như thế. Và để mà hoặc cho nó chạy được ấy thì chúng ta sẽ phải có một cái nguồn là 12V cấp cho nó là một này. Con IC này có nguồn nuôi, nó sẽ mạch tạo ra nguồn nuôi cho nó. Tiếp tục ấy, là nó sẽ có một chân là chân ELA. Chân ELA nhá, là chân ON-UP. Nó chính là chân ON-UP hoặc một số là chân ON-UP. Và nó có một chân nữa là VADG thì mình không sử dụng. Coi như là mình không cho cái TV này, phép cái TV này người sử dụng có thể cài đặt độ sáng tối nữa, mà mình luôn để mặc định. Các bạn ạ, chúng ta nên làm thế để tăng cái độ bền. Chúng ta thấy sáng ok là được các bạn nhé. Thì hai cái chân này thực ra mình đang sử dụng đúng một chân thôi, đó là chân ELA nhé. Cái chân này chân lại on up, tức là khi tắt tivi thì tivi cũng phải tối đè, tối màn hình, nét không được sáng. Và khi on tivi thì nó mới sáng. Thì cái chân này thì chúng ta sẽ trả lấy nó ở đâu? Thì nó ở đây này. Con IC zin bản của nó là MP3398 này nhé mọi người nhé, nó đã chết. Và cái chân ELA đó, đó chân số 9 mọi người ạ. Còn chân ADG thay đổi độ dung ấy thì nó là chân khác nhưng mình không sử dụng. Đó là cái chân mà nó ghi chữ PVKM này mọi người. Chúng ta nếu mà chúng ta đấu thêm cái chân này nữa thì chúng ta có thể là dùng điều khiển, chúng ta có thể thay đổi độ sáng tối các bạn nhé. Tất nhiên là phải hợp, đôi khi nó không hợp, nhưng mà mình đang lấy cái chân ELA này này là chân số 9, câu đi sang vào đây để tạo lệnh on up. Nó cũng ghi luôn ở đây cho chúng ta này. Đây này, up ở mức 2,5 đến 5V các bạn ạ. Đó, thì mình câu cái nó được chuẩn luôn. Tức là tắt thì màn hình cũng tắt, mà bật thì bắt đầu cái mạch bốt này nó mới chạy, mạch driver này nó mới chạy, thì bắt đầu LED mới có nguồn. Thì hiện tại là cái nguồn con này là 52V. Thì mấy ông ngoại thợ của mình ấy, thì toàn chơi là lai lấy luôn nguồn 12V cấp. Tức là như vậy là cái nguồn, cái cuộn dây tạo ra cái nguồn 52V coi như không sử dụng. Còn cái cuộn dây tạo ra 12V ấy, thì lại ăn tải nặng hơn. Nhưng mà hiện tại mình cũng đang dùng như thế, nhưng mình chơi một cái trò khác. Chúng ta để ý này, bên thứ cấp nha, nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cái chân này. 1, 2, 3, 4 chân. Hiện tại chúng ta nhìn nhá, mình đang kênh một cái dây lên để bỏ loại bỏ nó đây. 1, 2, 3, 4. Đó, một cái dây này mình đã bỏ đi nhá. Thì nó như thế này này.
mát toàn mạch đây. Nó sẽ cuốn 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 nó đi tới đây và mạch in nó sẽ lối sang bên này. Và từ điểm này nó sẽ chỉnh lưu ra là 12V, như chúng ta sẽ thấy này. Cái cuộn tạo ra 12V là nằm ở đây các bạn nhé. Tiếp theo ấy, nó sẽ mát ở đây. Cuộn tạo ra 52V ấy, mát ở đây. Cuốn cuốn 12V đi tới đây ấy, đi tiếp tục lối tiếp qua cuộn này nữa. Mà cái vị trí này mình đang vứt bỏ nó đi đấy. Thì nó sẽ, chúng ta hiểu cái cuộn này sẽ ra được khoảng là 50V trừ đi 12, 52V trừ 12V, tức là 40V, cuộn này là 40V. Nhà sản xuất họ lợi dụng cái cuộn to này để đỡ phải cuốn thêm cái cuộn này để tạo ra 52V. Và FB mạch này, mạch nguồn xung này, mạch nguồn nó là FB ở cái đường 12V này này mọi người nhé. Và hiện tại bây giờ mình đang kênh bỏ cái này lên. Như mà mấy ông bạn thợ mình là câu từ đây cho cái board ở đây vào luôn, nhưng mình đang kênh bỏ cái này đi. Và mình đang đấu chập kênh này đi nhá. Và mình đang đấu chập giữa đây, đây, đây vào nhau, coi như kênh ở đây đi để bỏ cái cuộn này đi này. Và cái âm mát ở đây rồi nó sẽ đi tới đây. Nó được chỉnh lưu qua con diode này để tạo ra 12V mọi người nhé. Còn nó lại được chỉnh lưu qua con diode đã ra 52V, nhưng hiện tại đang mình đang dùng chính con diode này để chỉnh lưu ra nguồn là 12V cho driver. Nhưng thực tế ở chế độ chờ mình sẽ đo được khoảng 13V, 13 đến 14V, bởi vì nó không FB đây, bởi vì nó có cái xung đỉnh. Và chạy khi chạy nó tụt xuống khoảng 11V mấy là ok, không sao cả mọi người nhé. Còn vấn đề là bây giờ mình mà tăng cái dòng ăn lên, tức là bây giờ hiện tại mình đang đo là khoảng 59 cho đến 60V là đẹp. Giả sử mình muốn tăng dòng lên ấy, thì nó phải bút cao lên ấy, thì có thể mình đo lên đến 61V ấy, thì có thể là cái nguồn, cái tải, cái cuộn này sẽ tải nặng hơn rất là nhiều này. Tóm lại nhà sản xuất họ vẫn lợi dụng. Bây giờ là cái cuộn này đang bị chịu tải nhiều, nhưng mà với mình led thì nó không ăn thua đâu. Chạy chắc không vấn đề gì đâu các bạn nhé. Mình đã chơi cái trò này nó hay hơn các ông bạn thợ của mình, là con diode này chỉnh lưu cho cả hai cái, hai dòng ăn. Nhưng mà mình đã san cho nó. Tất nhiên là ông cuộn này thì vẫn bị chịu nhiều. Chúng ta nhé, mọi người nhé. Và đây bây giờ mình sẽ đo cho chúng ta tham khảo nhé. Mình ghim điện, mình cho nó chạy và mình đo cho chúng ta tham khảo một chút. Mình đã ghim điện nhé, lấy mát đo ở đây nhé. Nó có cái đèn sáng kia đang ở chế độ chờ nhé. Và mình đo cho mọi người này. Nguồn 12V này được chỉnh lưu qua diode này này. Đó, nó được FB đây đấy. Và cái nguồn này, con này đang chỉnh lưu ra 12V, nhưng mà FB không ở đây nhá, để chỉnh lưu cho led đây, cho nguồn driver đấy. Nó là 13V này các bạn nhá, 13V nó sẽ đi lên đây này. VCC đây này. Cái bo này là tí nữa mình sẽ tháo đây, vừa nãy là mình đã bắt ở đây đấy nhá. Mình bắt đây nằm đúng cái khu này luôn, là không dính cái gì cả. Mình nói tiếp nha, nó sẽ bắt ở vị trí này này và ok hết nhá mọi người nhá, mình lắp ở đấy. Và bây giờ mình sẽ ấn on cho chúng ta tham khảo nhá. Và led đang không sáng đâu nhá. Ê, có xem có chỗ nào cho mọi người nhìn được led sáng không nhỉ? Cái lỗ này không? Mình nó đo này. Đó, chúng ta sẽ thấy có lẽ cái này nó sẽ sáng nhá. Là chúng ta sẽ biết là nó đang chạy nhá. Và bây giờ mình sẽ đo cái nguồn cho led cho chúng ta xem tham khảo này. Nguồn vào bây giờ đang có tải rồi nhá, mình đo thử cho chúng ta này. Nguồn 12V và 13V đấy các bạn ạ. Ô, lấy dây, một cái đồng hồ này, một cái đồng hồ kia. Đấy, đang làm một cầm điện thoại. Rất khó chịu khi dùng một tay. Đấy, nó tụt xuống còn 11V4 nha, ok nhá, mọi người nhá. Và cái nguồn cho led đây. Cái này để có đo được không này. Mình đang khai thác ở 60V mà. Đấy, 59,6, là 60V nhá. Đây chính là hai cái nguồn. Nó đã nâng từ 12V lên 60V và cấp ra cho anh led và led, mình đang cho chỉ khai thác led ở như vậy thôi. Như vậy là cái bo đa năng này anh em bạn thợ mình dùng rất là nhiều, và chúng ta sẽ phải hiểu được nó bản chất của nó là chúng ta phải quan tâm đến là giải điện áp đầu vào nó như nào, giải điện áp ra như thế nào, xem có trong ngưỡng không. Thì chúng ta cứ hiểu như cây này là dãy led của nó là 6 con, mỗi con sáng 6V thì tương đương với là 60V, chúng ta cứ hiểu luôn nào ấy cái tầm đấy các bạn nhé. Và khi lắp ấy thì chúng ta sẽ cấp nguồn nuôi và đặt led ra thôi. Và đặc biệt ấy là chúng ta phải tìm được cái chân là on up, lệnh on up chính là lệnh ELA này, lệnh on up rồi đó nhá. Còn lệnh ADG, VADG này chúng ta cũng có thể câu được để có thể người sử dụng có thể điều chỉnh được sáng tối, độ thay đổi cái dòng ăn được. Và cái tiếp nữa ấy là do vì nó lắp đa năng trên rất nhiều TV khác nhau, dòng ăn của led khác nhau này, rồi số in khác nhau này, do đó mà nhà sản xuất họ đã chơi một cái kiểu ấy là chúng ta có thể thay đổi dòng ăn. Tức là dòng ăn nhiều hay dòng ít, tương đương cái mạch bốt này lưng áp nhiều ít để nó tụt được cái điện áp xuống. Mọi người nhá, nó tóm lại là chúng ta đấu chập nó thì dòng ăn cao nhất. Còn đâu nội trở nó càng cao thì nó ăn dòng càng nhỏ. Và hiện tại mình đang để dòng ăn rất là thấp.
mọi người nhé, để đạt tới 60V đấy. Ví dụ như đạt cao hơn, dòng cao hơn, nhưng là chúng ta sẽ cứ lối con điện trở, lối cái chân này này, dây gì này nó bỏ không này, này để cấp điện trở khác nhau vào. Mình thấy là trên điện trở này có trị số khác nhau các bạn ạ, không biết là nó có đấu song song không thì mình cũng không rõ, tức là đấu con này xong lại đấu con này, đấu con này thì chúng ta cứ test thử thôi. Nhưng mình hiện tại mình đấu có một con cái là được ok luôn, là đúng khai thác ở 60V đấy, 50 mấy đấy, nhờ như vậy là nó sẽ chạy ngon lành nhá. Còn bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện, chưa lắp hoàn thiện được, lắp hết lại sau đó mình cho chạy mấy tiếng đồng hồ và mình sờ xem nó có nóng không, xem ok không mọi người nhá. Mình sẽ nghĩ là ok thôi, bởi vì mình đang khai thác không ăn dòng không cao mà. Thử một lần nữa để mình kết thúc video này, mình cho dựng nó ra góc này. Thì cũng có một cái cách nữa, mình định làm cái cách như này nữa này. Đây cho mọi người tham khảo cái sơ đồ này. Thì mình nói cho qua cho mọi người về cái mạch driver mua đa lăng này một chút nhé, về nó hoạt động ra sao nhé. Mình có nhìn trên mạch ấy, thì nó sẽ có một con IC này, nó sẽ tạo ra những cái chuỗi xung để kích một con ống quét để là mạch nâng áp. Nguồn vào đây hiện tại đang là 12V này, đi qua quận L này, và nó sẽ tạo ra những cái xung đây, xung đây sẽ được chỉnh lưu thì ta sẽ thu một cái điện áp cao hơn. Và con này thì móc phét về mát luôn nhá, không có điện ạ, trở bảo vệ quá dòng cả. Mình thấy nó thế, đây này, D này, S này, chạy vòng 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 cái tới âm một tụ luôn. Thì nó sẽ nâng một cái điện áp từ 12V lên 60V ở đây đấy các bạn ạ. Thì 60V nó đi qua hai dãy nét, mình đang vẽ một dãy nét này tới đây. Và nó đi qua các con điện trở này nhá. Đi qua con điện trở ấy, thì chúng ta hàn càng nhiều thì là điện trở nó về càng nhiều thì là led càng sáng. Và nếu mà chúng ta như mình đang hàn có một cái thôi thì là led điện áp nó đi qua led đây về, và điện áp rơi trên này là cao nhất, nó sẽ đưa ngược trở về IC, IC sẽ thay đổi cái độ dụng xung này để luôn bốt led là hiện tại mình đang đo là 59,6 đến 60V thôi. Còn nếu mình hàn thêm một con nữa vào thì có thể nó sẽ lên đến 61-62V nhé, 61V hoặc 62V chẳng hạn, thì led sẽ sáng hơn. Nhưng mà mình đang để như kia cho nó thấy ánh sáng quá đẹp rồi, mình để như kia thôi. Với cái dòng TCL zin bản của nó, con IC zin bản của nó thì nó có thể khai thác ở tầm 60 cho đến 65V mọi người ạ, thì led sẽ sáng hơn. Nhưng mình đang khai thác 60V ở ngưỡng thấp thôi, thế nên sáng ok rồi, bởi vì led mới thì nó vẫn sáng rất là sáng mọi người ạ. Thì cái mạch của nó như thế này, và cái ngưỡng chạy của nó thì nó ghi luôn cái nguồn VCC của nó. Đây như con này là ngưỡng nguồn ra là 18 đến 88V này, còn điện áp vào là 11 cho đến 36V nhá. Thì cái 36V ấy, cái 36V đấy nhá mọi người nhá, thì mình cũng có thể khai thác là mình không, hiện tại là cái cuộn này đang bị chịu tải nặng này, nhưng tất cả các khác đều không tải nặng hết, diốt mình đã san ra rồi, chỉ có cuộn này chịu tải. Nhưng mình nghĩ là chịu ok, hoặc cái cuộn này chứ, hoặc là như này này, là chúng ta sẽ tách riêng hai cái cuộn này ra này, cái cuộn này ra này, cuộn này ra thì chúng ta sẽ hiểu đấy, nó đang chỉnh lưu ra 52V đấy, thì mình chỉ lấy cuộn này chỉnh lưu thôi, tức là cắt ra một chân, là chân này sẽ lối sang mát và cái chân này sẽ chỉnh lưu ra, chúng ta tách ra ấy. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là chỉnh lưu ra nó sẽ rơi vào tầm khoảng 40V, bởi vì là 52 trừ đi 12 mà còn 40V. Thì cái 40V đấy nó sẽ không làm cho cái dãy 6 con led sáng, 10 con led sáng được, thì ở chế độ chờ đấy ok mọi người nhé. Nhưng nó lại cao quá ngưỡng chạy con IC này, nên khả năng con IC chết, nên chúng ta có thể dò chân VCC con này xem là chân nào, và chúng ta sẽ câu cái nguồn 12V từ bo đi vào làm cái đường VCC riêng cho con IC này. Còn đâu cái năng lượng cao 40V ở đây nó đi cho qua cái mạch bốt này, mạch lưng áp này thì càng ok nhá. Như vậy là cái năng lượng đầu vào cao thì là con móc phét này sẽ chịu tải ít, chỉ kích một tí thì nó đã đủ lên được 60V rồi, bởi vì đang là 40V nên 60V rồi. Còn hiện tại đang ở 12V, nó lên đến 60V thì con này chịu dòng sẽ cao hơn nhé. Do đó mình còn lấy cái mỏ hàn đất đây này, mình hàn nó vào đây. Con này tản nhiệt sinh nhiệt mà, và con này là con tạo ra, tóm lại mình đã có những video phân tích cho mọi người mạch bốt nâng áp rồi ấy. Con này sẽ tạo ra cái chuỗi xung đóng ngắt, thì xung xa C đây được chỉnh như con diốt, nhưng hiện tại nó đang dùng hai con diốt bé bé đâu song song nhau này. Cái mạch này mạch kia hoàn toàn giống nhau, chỉ có bên con kia thì linh kiện bên này, còn con này cả bên này và bên kia, con này chỉ bên này thôi, còn con kia cả bên kia cũng có mọi người ạ. Đó, như vậy là chúng ta khi mà chúng ta sửa những cái tivi ấy, và bạn nào bảo thắc mắc tại sao mình không sửa zin nhá, thì mình không có IC mọi người ạ. Và mua IC có khi mua khó, nên do đó là cái mạch này trên thị trường rất là dễ. Và qua view mọi người sẽ tham khảo nhé. Đó là chúng ta phải quan tâm đến mức nguồn vào, mức nguồn ra, và có những cái dãy để chỉnh điện áp, chỉnh dòng ăn. Thì chỉnh dòng ăn nó chính là chỉnh thay đổi cái độ dụng xung, nó chỉnh cái điện áp phân hẳn hồi về để nó thay đổi dụng xung. Thì chúng ta mình đang khai thác ở 60V,
chúng mình cũng có thể khai thác đến 61V, 62V thì led sẽ sáng hơn cũng được, bằng thông qua là đấu thêm điện trở này vào. Nhưng mình thấy như này là nét sáng rất đẹp rồi. Với cái mình sửa tivi nhiều thì tivi mình thấy cái với cái ảnh sáng như này là thấy quá ok rồi, nên không cần chỉnh nữa. Và mình cũng không dùng cái đường ADG bởi vì mình không cho phép khách điều chỉnh nữa. Và khả năng con tivi này mình khai thác led ở 60V này thôi, có khi đến chết đèn, có khi chưa chết led lại đâu, bởi led mới mà mọi người nhá. Thôi, video này lại kết thúc ở đây nhá. Chào các bạn.